Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và ở video này, đây là một video mình sẽ xin sử dụng làm tài liệu đầu vào cho việc mình học các cái khóa học về xử lý ảnh. Đây là một tài liệu đầu vào ha, thế nên là nó sẽ không mang nội dung hướng dẫn. Thế nên là bạn nào mà kỳ vọng có nội dung hướng dẫn gì thì các bạn có thể đổi xem video khác. Ok, đầu tiên á thì là bài đầu tiên của xử lý ảnh theo mình được học qua một khóa học của Vui Học. Các bạn sẽ biết group Vui Học ha. Thì đầu tiên là bài về màu sắc, thế nên là mình sẽ đưa một số vật có màu sắc khác nhau vào. Rồi, vật thứ nhất là màu đỏ, vật thứ hai là màu vàng, vật thứ ba là lại là màu đỏ, vật thứ tư là màu trắng, vật thứ năm là màu da cam, nhưng mà trong hình này khá giống màu đỏ. Và tiếp theo là màu xanh lá cây. Ok, tạm thời là các vật như vậy ha. Mình đưa các vật đó vào màu. Như vậy là vật tiếp theo này là màu xanh da trời. Rồi, ok, tạm thời là kết thúc phần các vật như vậy. Bây giờ bài tiếp theo của phần các vật là bài nhận diện về màu sắc. À xin lỗi, lúc đó là màu sắc, còn bây giờ thì là các hình. Cũng vẫn là hình tam giác, hình tròn, hình trụ. Hơi khó, mình nghĩ cái hình này sẽ hơi khó để nhận diện, mình cũng không biết là mình sẽ xử lý thế nào, mình sẽ cố gắng thôi. Hình trụ, ok. Hình này thì mình cũng không biết là hình gì, nhưng mà mình sẽ cố gắng thử tìm và đặt tên cho cái hình này. Mình không biết gọi nó là hình gì cả. Một hình khá giống hình chữ nhật. Đây, có thể đặt mặt này nó sẽ giống hình chữ nhật hơn. Rồi, hình cầu, cũng là một kiểu hình tròn, nó không phải hình trụ lắm. Mình sẽ cố gắng để phân biệt những cái hình này ra ha. Rồi, một hình chữ nhật, mình không nghĩ là mình sẽ xử lý được cái hình này, nhưng mà mình sẽ cứ thử đưa vào. Rồi, một hình chữ nhật màu trắng, ok. Rồi, bây giờ sẽ là phần video mà mình bày tất cả những cái vật này lên. Đó. Rồi. Ok ha, hy vọng là cái thiết bị của mình sẽ khoanh vùng được tất cả cái vật này. Xong rồi, ở bài tiếp theo thì là bài về nhận diện về ký tự. Thì đây mình sẽ đưa một số ký tự vào, một vài con số ha. Đây, một con số nữa. Rồi mình sẽ lấy một vật thật có một cái chữ số thật, digital multimeter. Ok, không biết là mình có thể nhận dạng nổi nó không. Rồi, tiếp theo là mình đưa vào một hình khá là kỳ quặc. Không kỳ quặc lắm. Cùng học tin học 3 dành cho học sinh tiểu học. Ở đây là những cái đề bài mà mình sẽ đưa ra luôn. Mình tại vì cái camera của mình nó không đủ chất lượng truyền hình ảnh, nên là mình không thể đưa ra các hình ảnh mà nó truyền trực tiếp được, nên mình tạm thời phải như thế này. Rồi tiếp theo là khúc cốm Citrina. Ok. Rồi tiếp 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 tiếp. Rồi xong ha. Xong phần này thì mình đến phần nhận diện mã vạch. Thì bây giờ mình xin đưa một vài mã vạch vào. Đầu tiên, đây, mã vạch đây. Ok, mã vạch thứ nhất. Tiếp theo, mã vạch thứ hai. Ok, xem còn mã vạch ở đâu không ta. Ok, nhận diện hai mã vạch vậy thôi ha. Ok, video này đến đây là hết. Hy vọng rằng trong một thời gian ngắn tới mình sẽ bắt đầu học và có kinh nghiệm về các cái lĩnh vực xử lý và nhận diện hình ảnh. Video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.